vũ cho các đội văn nghệ biểu diễn trong buổi tối hôm nay. Một đời cầm quân đi
dầm mưa dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngon như xưa mẹ mát ngọt đời con sông quê tôi đổ về ba ngã cây trái ngọt uống dòng phố xa đường qua trường khách có người bạn qua bồ trẻ cô hiểu ta lưu thiền về đại tâm thăm người bạn
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân vương tộc nghi, quốc pháp hi công hậu, ơn dân xã cứ thoảng bầu. Tay đứng đầu hàng xã. Việc binh nàng nay đã thanh toán. Tính ông anh là cái chuyện thượng nhất cái nàng này. Vì trên đây là ông núp bóng quan. Còn xoay xuống dưới là này nghề thầy là kiếm ăn khá. Bây giờ cơ chừng lấy động mày, nhà phú ông có con thịt màu thùy mị nếp na chín chắn. Bỗng dưng nó không dị được, bụng nó phớt chứ. Cứ theo kiểu nàng nệ nước phạt không sai, mà đã phạt kìa 100 quan quý. À này à, cái việc này ấy, ta phải sai thằng bố đốt bảo nó đi giao mũa mời nàng mới được. Thầy nhìn thấy gái cái là rơi mũ. Làm cái thứ mõ nhà mày thì bằng cái sắc gì hả? À, bằng là bằng của cụ bá bố cho cấp cháp theo hầu đấy à. Có chăng thì chăng. Thôi được, chồng mày đi vắng, mày ra thay, ra ngay đình làng có việc. Ra ngay. Này chị em ơi, thương chồng lên phải lầm than, bỗng dưng ngay bắt việc quan đàn bà lên đi phải lầm than. Tôi thương chồng lên đi phải lầm than. Bỗng ấy bây giờ ai bắt này việc quan đàn bà. Trời ơi, đâu dạ tiếp theo tao bảo mày đi gia đình ngay mà mày cứ đừng khừng đừng khừng khạng. Dạ thưa thầy, đồng tiền có chữ, người phải có tên. Thầy thì để cho nhà con còn phải xứng dây cái lá à? Ô hay, làm cái thứ mõ nhà mày thì danh mới giá gì hả? Thôi được, ông cho mày đứng lên đây, mày xưng gì thì mày xưng. Xưng ấy bước vào tôi hô rằng vậy, chẳng dấu gì mẹ đinh đám là tôi. Nghề ăn nói tôi vào trang đúng mực, bất phận danh nghi tài túc, vô chế lệnh dân như tòng
là sai mẹ mõ con đi giao. Dân làng biết thế chả là con nên trước bảo không nào. Gớm. Thôi ông cũng cho mày là được nha. Từ tiền tô dài não trong dân đến mọi tin tức là một tay tôi chiếu bổ này chạy chạy não này. Mày vứt ông đi đâu mà mày chiếu bổ à? Con này não quá, con này não thật. Từ tiền tô dài não trong dân đến mọi tin tức là một tay tôi chiếu bổ. Ồ hay, con này não. Cô cứ thử cứ xử thẳng tay cho con. Hương hào cho tới thầy khám thủ ra đến đỉnh là cũng phải đợi tôi. Ồ hay, tôi mà chưa sai à thì các cụ cũng chưa có được ngồi. Ôi trời ơi, con này náo ra mỗi ngày nó lại một láo. Mày này bảo mày chưa ra đi thì dân ông chữa có được ngồi. Dạ. Thế mày đến năm bà thủ chỉ của nàng ông mày cái ạ. Thế con chưa gia đình, con giải chiếu. Ừ. Thế các cụ ra sau hễ ngồi xuống đất thờ thầy. Con mẹ đâu vừa nói con đi đã để. Thế mới có câu nói rằng phi tiểu nhân bất thành quân tử. Phi tiểu nhân bất thành quân tử. Gớm rớm mà nó còn chơi cả chữ nữa. Nhà con ý, tiếng thì là mõ thật, nhưng mà lại có cả thơ đấy thầy ạ. Có cả thơ, ơ là mà... thơ thế nào nào? Con đọc cho thầy nghe nhé. Ừ. Nghe đây. Mõ lại cả tiếng ý đại dài hơi. Hàng xa ưng bầu chẳng phải chơi. Trên dưới quyền thành tay con sắp đặt. Một mình một ni chiếu thành thơi ngồi. Một mình một chiếu thành thơi ngồi. Hay thơ của đốt thế mà hay. Thế hay thầy có mang nghiên bút đi không? Ô này đốt ơi, thế mang nghiên tô bút đi để làm gì hả? Thầy khen hay. Ừ. Con đọc. Thầy chép rồi mang về nhà thầy mà treo. Ừ. Ôi trời 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 trời. Náo quá. Này, hay là hay với mày, không hay mới tao chỉ được cái này là bồn đi. Thầy khen hay. Gớm, từ dậy trông cái con mẹ đốt trông nhuận sắc đẻ. Hiếm hoi là mấy? Dạ,
con mới được có 9 cháu thôi à. Ôi trời ơi, làm sao mà điểm mắng thế. Với lại cả cái thằng cháu này mới là 10 đấy à. Con này ra
nó không phải ngu nó chơi xỏ mình đấy. Con này chết, mày thì hôm nay mày chết luôn. Xin quý vị khán giả hãy dành một tràng vỗ tay cho tiết mục rất đặc sắc do hai nghệ sĩ ưu tú của thôn Bến. Con phải mời cô bé trên ngàn xanh đồng. Thank you.
ngoài thấp thoáng bên lầu, sông đang cô bé đang mua được nấu tương, cô soi cho phú của dân thường, soi trong nam địa bốn phương thái hòa, sông đang cô thỏa thắm bần xa. Đó